Thanh Huân xin kính chào quý khách. Và hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021 âm lịch và chỉ còn khoảng 4 hôm nữa thôi là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thanh Huân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng sang một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Trong cái clip ngày hôm nay thì luôn xin trân trọng giới thiệu ba sản phẩm: một chiếc tủ rượu ngang 1m2 và cao 2m1, sâu 42 phân bằng chất liệu gỗ vụn, và hai chiếc tủ rượu góc vuông 60 cao 2m1 cũng bằng chất liệu gỗ vụn và đã được Thanh Luân hoàn thiện xong phần PU bóng mờ còn nguyên vân gỗ để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại Hải Phòng. Ba sản phẩm này thì Luân đã hoàn thiện xong và đang trưng bày tại cơ sở 2. Các bác có thể thấy đây, tại cơ sở 2 của Thanh Luân đang hoàn thiện rất là tấp lập những mặt hàng để chuẩn bị bàn giao cho khách tại Hải Phòng rất là nhiều. Và tại cơ sở 2 của Thanh Luân thì có rất nhiều những cái đồ kỷ mini. Các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những đồ sản phẩm mini thì hãy liên hệ ngay với Thanh Luân theo hai số máy Zalo mà em ghi trên màn hình đây, hoặc liên hệ trực tiếp tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Giờ em sẽ đi sát là quay chiếc tủ rượu ngang 1m2 trước. Chiếc tủ ở giữa là ngang 1m2, cao 2m1 và rộng là 42 phân. Ở chiếc tủ rượu ở giữa này thì luôn bán với giá là 22 triệu, miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính là 50 km, và đã được nắp bóng điện và đèn ngon lành. Đây, trong đã được thầy luôn nắp bóng đèn LED rất là sáng và rất là đẹp. Ngày xưa thì hay nắp gương, thế nhưng mà thời buổi 4.0 rồi là ta không chơi gương nữa, nó hay sau này một vài năm nó hay bị ố, là ta lên chơi điện cho nó đẹp. Tất cả cái đường nét hoa văn đục chạm của cái tủ này được thầy luôn là đục tay, đây hoa văn đục tay rất là đẹp. Bên cạnh này là cái hai chiếc tủ góc này là bên thầy luôn đục máy CNC, thì các bác có thể thấy đục tay nó kênh bong, nó dày rất nhiều. Ở đây là đục máy CNC thì nó mỏng hơn và nó sẽ không sâu như đục tay. Để hai sản phẩm gần nhau thì các bác có thể thấy được. Đây là hai chiếc tủ góc vuông 60. Chiếc tủ rượu góc vuông 60 này thì bên Thành Luân bán với giá là 13 triệu 500 một chiếc, miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính là 50 km. Thì các bác nào có thể mua những tủ góc này để ở phòng khách hoặc là để ở phòng thờ để trưng bày những đồ lễ hay là sách, kinh sách rất là tiện dụng. Như hai cái tủ góc này Thành Luân bán cho một chị khách hàng mua mang về để nhà thờ thì rất là tiện. Cái này cao bao nhiêu ạ? Cái sản phẩm này thì Luân đang hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những mẫu tủ rượu mà đẹp như này thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy 0972 770 888 và 0967 110 3 89, hoặc liên hệ trực tiếp tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những mẫu tủ rượu mà Thành Luân bán chạy nhất trong những năm vừa qua. Ngoài chất liệu gỗ cụ ra, Thành Luân còn làm bằng gỗ hương đá Nam Phi và gỗ gõ đỏ hoặc là gỗ hương đỏ của Lào, và cao cấp hơn nữa là bằng gỗ mun Lào. Những cái mẫu tủ góc 60 thì Thành Luân bán rất là chạy và giá thì rất là bình dân, chỉ có 13 triệu 500 một chiếc thôi. Toàn bộ cái phần trương này đục tay, trương hoa đây đục tay rất là đẹp. Đây là cái cánh, phần khung cánh này thì luôn làm dày 4 phân và đã được cắt kính và lắp bóng điện ngon này, chuẩn bị bàn giao cho khách. Cái phần ngăn kéo này, cái ngăn kéo thì luôn cũng bắt lúng đồng rất là đẹp, bên trong làm được nhãn nhụi rất là sạch sẽ. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân theo hai số máy điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp vào Zalo, kết bạn Zalo sẽ gửi hình ảnh chi tiết và rõ nét hơn.